Cập nhật thông tin về vaccine Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu sản xuất, Hội đồng Tư vấn Bộ Y tế cho biết đã thẩm định hồ sơ vaccine Nanocovax kỹ lưỡng nhiều lần dựa trên hồ sơ pháp lý, chất lượng, dược lý, lâm sàng và kết luận của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia. Hội đồng Tư vấn ghi nhận các kết quả đạt được đối với kết quả này và đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hồ sơ chất lượng, hồ sơ dược lý, lâm sàng, bổ sung tính an toàn của toàn bộ người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine tới hiện tại và giải thích rõ về các trường hợp gặp phản ứng nghiêm trọng. Hồ sơ vaccine Nanocovax cũng cần bổ sung về tính sinh miễn dịch, cập nhật dữ liệu đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới như là chủng Delta, Alpha. Theo quy trình, sau khi thông qua hồ sơ, Hội đồng Tư vấn sẽ đề xuất Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp cho vaccine. Tuy nhiên, với việc đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ với các yêu cầu trên, có nghĩa chưa tiến tới bước đề xuất cấp phép cho Nanocovax. Sau một tuần ngừng hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép các shipper giao hàng trở lại tại 8 quận huyện vùng đỏ kể từ hôm nay. Đó là Thủ Đức, quận 8, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn. Đội ngũ này phải xét nghiệm nhanh vào 5 đến 6 giờ sáng hàng ngày. Shipper tại 14 quận huyện vùng xanh xét nghiệm 2 lần mỗi tuần. Ngoài ra, thành phố cũng cấp thêm 20.000 giấy đi đường cho nhân viên bán lẻ, tăng nhân lực cho các siêu thị cung ứng hàng hóa cho dân. Những người này đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày một lần. Các động thái này nhằm bổ sung nhân lực cung ứng hàng hóa, giảm tải cho tuyến đầu đi chợ hộ. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp huyện Thanh Trì, Hà Nội, quy mô 520 giường bệnh vừa được phong tỏa sau khi ghi nhận một bác sĩ và hai điều dưỡng tại đây là F0. Tại thời điểm phong tỏa tạm thời, bên trong Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp có khoảng 800 người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Trì phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân từng đi đến khám và test nhanh COVID-19 tại khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện này kể từ ngày 14 tháng 8 đến 28 tháng 8 cần phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp là một trong những cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Sau hơn một tháng thi công, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội dự kiến sẽ đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 tới. Bệnh viện có quy mô là 500 giường bệnh để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế để phục vụ bệnh nhân COVID-19. Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Đến nay, toàn bộ các đơn nguyên của dự án đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế. Một số khu vực đã được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị như là hệ thống vách ngăn, hệ thống cung cấp oxy, camera theo dõi, máy thở, máy lọc không khí cùng nhiều loại máy móc khác. Đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện được chia thành 3 khu, khu xanh là văn phòng hành chính, khu vàng là các dãy ký túc xá, nhà ăn, xét nghiệm, kho vật tư thiết bị y tế và khu đỏ là nơi điều trị. Bắt đầu từ 12 giờ trưa hôm nay cho đến 0 giờ ngày 5 tháng 9, tỉnh Thừa Thiên Huế siết chặt nhiều hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, địa phương yêu cầu tạm dừng một số hoạt động như là hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, massage, cơ sở thẩm mỹ, game online, rạp chiếu phim, hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các giải thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao trong nhà, các bãi tắm biển, các di tích lịch sử, điểm du lịch, tổ chức tiệc cưới, tiệc liên hoan. Và tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có trên 500 ca F0. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp cao hơn một mức so với chỉ thị 16. Người dân ai ở đâu ở yên đó thêm 3 ngày kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 cho đến 0 giờ ngày 2 tháng 9. Vào tối hôm qua 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định về việc tiếp tục thực hiện quyết định số 3090 ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho thành phố Vinh thực hiện biện pháp cao hơn một mức so với chỉ thị 16 thêm 3 ngày kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 đến 0 giờ ngày 2 tháng 9. Trước đó, trong quá trình thực hiện ai ở đâu ở yên đó kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 cho đến 0 giờ ngày 30 tháng 8, thành phố Vinh đã thực hiện lấy mẫu trên diện rộng đợt 1 cho 25 phường xã với tổng số gần 280.000 dân. Kết quả có 39 trường hợp dương tính, trong đó có 4 phường xã có nguy cơ cao phải thực hiện xét nghiệm lần thứ 2 vào 28 tháng 8. Kết quả xét nghiệm đã có hàng chục trường hợp nhiễm COVID-19. Tính đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.403 ca nhiễm COVID-19, trong đó thành phố Vinh có số lượng nhiều nhất với 464 ca. Tin quốc tế. Trong 24 giờ qua, Australia đã ghi nhận 1.324 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là một kỷ lục mới về số ca bệnh được phát hiện trong 24 giờ ở nước này kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái.
New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, tâm điểm của đợt bùng phát dịch mới nhất do biến chủng Delta, đã ghi nhận 1.218 ca mới khi giới chức địa phương đang chuẩn bị nới lỏng một số hạn chế sau 9 tuần phong tỏa. Lệnh phong tỏa dự kiến được áp dụng tới cuối tháng 9. Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia, cũng đang trải qua lần phong tỏa thứ 6 kể từ thời điểm dịch bùng phát, ghi nhận 92 ca mới, cao nhất trong vòng gần một năm. Theo Bộ Y tế của Australia, nước này đã tiêm được gần 19 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 7 triệu người, tương đương với hơn 34% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Theo The Guardian, dẫn nguồn cơ quan thống kê quốc gia cho biết là số ca nhiễm COVID-19 ở Anh trong 7 ngày tính đến ngày 20 tháng 8 cao gấp 26 lần số ca nhiễm vào cùng thời điểm năm ngoái. Theo đó, Anh có 756.900 người nhiễm COVID-19, tỷ lệ là 1 trên 70, tức là 70 người thì có 1 người nhiễm. Cùng thời điểm này, vào năm trước, có khoảng 28.200 người ở Anh nhiễm COVID-19, tương đương với 1 trên 1.900. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong và nhập viện do COVID-19 hiện nay chỉ là một phần nhỏ so với cùng thời điểm năm ngoái. Điều này cho thấy hiệu quả của vaccine. Hơn 60% dân số đã tiêm đủ 2 mũi ở Anh. Số liệu trên được công bố trong bối cảnh năm học mới vừa bắt đầu và nhiều khả năng sẽ làm tăng cao hơn nữa số ca nhiễm COVID-19 ở nước này. Gia tăng số ca nhiễm mới có thể sẽ dẫn đến việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế xã hội khi mùa đông đến gần. Bộ Y tế Israel thông báo mở rộng chương trình tiêm liều vaccine phòng COVID-19 bổ sung cho mọi công dân từ 12 tuổi trở lên trong nỗ lực kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ tư tại quốc gia Do Thái này. Liều bổ sung này sẽ được tiêm cho bất cứ công dân nào từ 12 tuổi trở lên của Israel có nhu cầu, với điều kiện cách mũi tiêm thứ hai ít nhất là 5 tháng. Những người đã tiêm cả 3 liều vaccine sẽ chỉ phải cách ly trong 24 giờ nếu trở về từ nước ngoài, thay vì 1 tuần như quy định hiện hành. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 liều 3 tại Israel đang mang lại hiệu quả rõ rệt, với số bệnh nhân nặng đã bắt đầu giảm xuống. Cho đến nay, tại Israel đã có gần 2 triệu người tiêm liều bổ sung, trong tổng số hơn 6,95 triệu người đã tiêm ít nhất là 1 liều vaccine. Tuy nhiên, Thủ tướng Bennett cho rằng làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư tại Israel vẫn chưa đạt đỉnh và do vậy mọi người cần phải tiêm đủ cả 3 liều vaccine. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản thừa nhận là rất khó dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố để ứng phó với dịch COVID-19 vào ngày 12 tháng 9 tới đây đúng như kế hoạch. Hiện Nhật Bản đang chật vật ngăn chặn đà tăng số ca nhiễm mới trong khi hệ thống y tế chịu sức ép rất lớn. Trong các điều kiện để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại thủ đô Tokyo phải dưới 500 ca. Tuy nhiên, trong ngày 29 tháng 8, thủ đô của Nhật Bản ghi nhận 3.081 ca nhiễm mới và không có dấu hiệu sẽ sớm hạ nhiệt. Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh trên cả nước do biến thể siêu lây nhiễm Delta, các bệnh viện hiện đang trong tình trạng quá tải. Tuần trước, chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo đã yêu cầu tất cả các cơ sở y tế trong thủ đô phải đảm bảo đủ giường bệnh và tiếp nhận càng nhiều bệnh nhân COVID-19 càng tốt. Đây là lần đầu tiên có một yêu cầu cấp bách như vậy ở cấp nhà nước căn cứ vào luật sửa đổi về các bệnh truyền nhiễm. Theo quy định này, nhà chức trách được phép công khai tên những bệnh viện không tuân thủ các yêu cầu này mà không có lý do chính đáng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.